Audio Jungle. Chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Trên tay mình là một cái sạc không dây của hãng Xiaomi này. Mình vừa mua được. Hôm nay mình sẽ bung nó ra để review cho các bạn xem. Công suất của cái sạc này, mắc của nó là 10W. Giờ mình sẽ mở hộp ra xem nhé. Đây là cái sạc này, nhìn nó hoàn thiện rất là đẹp. Cái bề mặt này nó là silicon chống trượt. Còn cái phần vỏ của nó làm bằng hợp kim nhôm, nhìn rất là sang trọng. Cái vòng tròn đen đen nó là cao su để chống trơn trượt ấy. Nói chung Xiaomi, hàng Xiaomi hoàn thiện rất là đẹp. Rồi xem còn phụ kiện gì nữa. Cái dây sạc. Dây sạc này để cắm một cái nguồn sạc. Cái này nó dùng cổng Type-C các bạn ạ. USB Type-C. Đây, cổng sạc của nó đây. Cái đầu này mình sẽ cắm lên một cây sạc điện thoại bình thường. Ở phía trước này nó có một cái đèn LED này. Đèn LED để hiển thị các cái thông tin về sạc ấy. Cái này là tương thích với tất cả các cái loại điện thoại mà hỗ trợ sạc không dây. Cả iPhone X, iPhone 8 Plus, Samsung các thứ. Đại loại là cái nào mà điện thoại nào mà có sạc không dây đều sử dụng được. Và cái khoảng cách sạc cho điện thoại nó chỉ dưới 4mm thôi. Tức là các bạn nếu mà dùng một cái ốp điện thoại mà nó dày hơn 4mm thì nó sẽ không sạc đâu nhé. Cho nên là các bạn phải chọn cái ốp nào nó mỏng. Mỏng thôi, đừng dày quá. Nếu mà các bạn dùng ốp, nếu không dùng ốp thì cứ đặt sạc là sạc thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thử bung lên để xem ở bên trong nó như nào nhé. Vẫn còn tem bảo hành này. Thôi mình chấp nhận mình bóc ra mình xem thôi. Tem đi. Mình sẽ phải bỏ cái lớp silicone này trên ra. Silicone này nó dán đấy các bạn. Khá là chắc các bạn, dán keo chắc lắm. Mình đợi mãi mới ra, chắc lắm các bạn ạ. Đây là cái phần nhựa, áp nhựa trên.
Còn đây bên trong của nó đây, nó có một cái cuộn cuộn điện này, cuộn từ trường ấy. Đây có một cái cảm biến nhiệt độ. Đây là cái đèn LED này. Cắm điện cho các bạn xem nhé. Đó. Khi mà chưa có điện thoại thì đèn LED nó chỉ nháy một lúc sau nó tắt đi luôn. Rồi, mình lại bung tiếp ra nhé. Đây, mình đã bung hết ra rồi này. Đằng sau nó có một cái mạch cổng USB Type-C đây. Đây là cái vỏ. Mình rốt qua, đáng nhẽ là phải tháo cái phần cao su này, đằng sau nó sẽ có mấy con ốc. Tháo xong cái là nhấc lên được luôn này. Đây mình cứ chưa tháo bao giờ này, là cứ lấy dao đậy thôi. May nó không sao. Đây nó có bốn cái con ốc, nó giữ bốn cái chân này. Chắc phải tháo phần cao su này ra sẽ đã lộ ra mấy con ốc. Rồi, mình tháo ra rồi. Mục đích của mình tháo ra là để mình độ cái này trên cái xe ô tô của mình, để thành cái sạc không dây trên ô tô. Nếu mà để cả cái vỏ này nó sẽ rất là dày. Đấy, rất là dày. Nên mình sẽ tháo ra. Nó đỡ dày hơn rồi. Và mình sẽ độ lên cái xe ô tô của mình. Đây, như vậy là tất cả phụ kiện của nó đây. Mình có cái đế hộp này. Phần mạch. Có một cuộn cuộn dây đây. Cuộn từ. Và sau của nó là cái mạch điện. Đây là cái nắp đậy ở trên. Này chắc phải 1 ly 2 ly. Tại vì là cái sạc là nó chỉ sạc được với cái khoảng cách là dưới 4mm thôi. Đâm ra là mình phải bóc cái lớp này ra. Nếu không để cùng cái lớp này để trên ô tô thì trên ô tô nó còn có một cái lớp đệm cao su nữa. Nó rất là dày. Để cái này sợ không sạc được điện thoại. Đâm ra mình phải bung hết ra như này. Đây có thêm một cái lớp silicone nữa này. Silicone này cũng phải mất 1 ly rồi. Cái tổng cộng cái này là phải mất 3 ly. Cộng thêm cái phần cao su ở trên ô tô của mình nữa thì nó sẽ rất là dày. Thì sạc điện thoại sẽ không được, bắt buộc mình phải bung cái này ra. Rồi clip của mình dừng ở đây nhá. Mình chỉ giới thiệu cho các bạn là bên trong của cái sạc Xiaomi thôi. Sạc không dây Xiaomi. Mình thấy nó hoàn thiện cũng rất là tốt. Các cái linh kiện của nó này, các bạn nhìn kỹ các linh kiện của nó rất là tốt đấy. Và cái hoàn thiện của nó cũng rất tốt. Các bạn nhớ đón xem video tiếp theo của mình nhé. Mình sẽ độ cái này trên cái xe ô tô của mình để có thể sạc không dây được trên ô tô cho nó tiện. Chứ lên xe là phải cắm dây cắm dợ cho sạc điện thoại thì nó cũng hơi bất tiện. Mình độ cái này là chỉ cần đặt điện thoại vào là tự nó sạc thôi. Nó sẽ rất là tiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.